Chào mừng các cụ mợ đã đến với kênh vlog cùng cháu vào bếp. Mùa hè là mùa cần những cái món canh thanh mát bổ dưỡng. Vì làm sao ạ? Vì nó giúp cho chúng ta bổ sung một lượng nước cần thiết khi mà thời tiết nắng nóng chúng ta bị ra mồ hôi nhiều. Và ngày hôm nay nhà cháu gửi đến các cụ mợ một món canh mà phải nói là một món ăn rất dân dã, phổ biến ở các vùng đồng bằng Bắc Bộ. Các cụ mợ biết đó là món gì không ạ? Đó là món canh cá rô đồng nấu với rau cải mơ. Để làm được món ăn này thì dĩ nhiên rồi, nhà cháu cần có hai mớ rau cải mơ, mà cái cải này gọi là cải xanh ý các cụ mợ ạ. Có người thì gọi là cải cay, nhưng mà có người thì gọi là cải mơ, nhưng ngày bé cháu thấy bà cháu với mẹ cháu cứ bảo cái rau này là rau cải xanh để phân biệt với rau cải trắng. Đấy, hai mớ cải mơ các cụ mợ mua về rửa sạch cho cháu, rửa dưới vòi nước chảy từ 3 cho đến 4 nước, sau đó để ráo. Cá rô đồng, ôi dồi ôi, cá rô đồng, các cụ mợ mua cá rô đồng là cá tự nhiên nhá, chứ các cụ mợ đừng mua cá nuôi. Đây, nhà cháu ngày hôm nay đi ra chợ mua được một cái tang mớ cá rô đồng rất là ngon. Và đây đó là cá tự nhiên đấy các cụ mợ, chứ nó không phải là cá nuôi đâu. Đấy, và cháu cần 300g cá này. Và cháu cần có 40g gừng. Một nửa thì chúng ta giã nhỏ để chúng ta nấu với cá. Và một nửa thì chúng ta sẽ thái chỉ để tí nữa rắc lên canh, cho vào canh thì rất là ngon các cụ mợ ạ. Tại sao? Tại vì là cái cải mơ ấy rất hợp với gừng, lại nấu với cá nữa. Cá là một cái thực phẩm mà nó có cái mùi tanh, thế nên là cho gừng vào để khử tanh thì cũng rất là tốt. Và ngày xưa các cụ nhà mình là nghĩ ra những cái gia vị nào đi với thực phẩm gì thì cực kỳ là thích hợp và rất là tuyệt vời. Và bây giờ để chế biến món ăn này thì các cụ mợ cần chuẩn bị cho cháu là 1,5 lít nước nhá. 1,5 lít nước các cụ mợ đun sôi vào cho cháu. Đây, các cụ mợ đun sôi nước như này rồi, các cụ mợ cho cháu 20g gừng mà đã giã nhỏ vào rồi đấy. Đấy, đun để cho nó thơm, nó tiết ra mùi gừng. Đấy. Rồi tiếp đó là các cụ mợ cho cháu vào đây một thìa cà phê muối tinh. Một thìa cà phê muối tinh các cụ mợ nhá. Chúng ta thả vào cái nước luộc nấu canh này của chúng ta luôn. Đấy. Gừng này, muối tinh này. Sau đó là chúng ta sẽ gấp cá để cho vào luộc. Và các cụ lưu ý là cá này chúng ta mua về chúng ta rửa sạch nhé. Bà Hàng bà đã đánh vẩy cho cháu vào mổ ruột rồi. Đấy. Về chúng ta sẽ rửa sạch với một chút nước muối loãng nữa để cho cá nó cứng, cá lên cái thịt nó chắc. Nhưng mà bản thân cá rô đồng thịt nó cũng chắc rồi. Sau đó chúng ta sẽ rửa đi rửa lại khoảng độ 3-4 nước rồi chúng ta sẽ để ráo như này. Rồi chúng ta sẽ gắp từng con cá vào trong cái nồi nước sôi như này nhé các cụ mợ nhé. À, cháu lưu ý là các cụ mợ luôn luôn nấu nước sôi cho cháu nhé, nước nóng già hoặc nước sôi nhé. Để cho làm sao? Để cho cá nó không bị tanh. Và ngày hôm nay chỗ này cháu mua được nửa cân cá rô đồng đấy, tại vì là cái cá này thịt nó bé, nó cũng ít thịt ý, nên là cháu mua hẳn tận nửa cân luôn các cụ mợ ạ. Để nấu bát canh ăn cho nó nhiều thịt cá. Gừng chúng ta sẽ thái chỉ nhỏ cho các cụ mợ nhá. Cái rau cải mơ này này, nhiều khi nó còn cái cuộng này ấy các cụ mợ. Chúng ta nhặt bớt cái cuộng này đi nhé các cụ mợ nhé. Cái lúc mà nhặt hoặc là chúng ta rửa để rửa cho nó không bị nát cả cây ấy, thì chúng ta sẽ để nguyên cả cuộng như này, xong là tí nữa khi bắt đầu nấu thì chúng ta sẽ nhặt bớt đi. Tại sao ạ? Tại vì nếu với những cái cụ già ngày xưa ấy, nếu mà nấu bát canh lên mà nó có những cái cuộng to như này là các cụ chê là vụng đấy ạ. Thế nên là các cụ mợ nhặt cho cháu đi. Cháu thì cứ thích hay để cả cái cây như này này để rửa ấy, để cho nó đỡ khỏi bị nát. Sau đó là chúng ta sẽ, sau khi mà rửa sạch xong thì chúng ta sẽ nhặt đi. Và nhặt xong như này thì chúng ta sẽ thái, các cụ mợ sẽ thái cho cháu là cái khúc, cắt khúc ấy khoảng độ 2cm các cụ mợ nhá. 2 đến 3cm. Nồi cá sôi thì chúng ta sẽ hạ nhỏ lửa đi các cụ mợ nhá. Để cho nó chín từ từ.
Thôi các cụ mợ ơi, cá được rồi nhá, chúng ta sẽ đun, cháu đun chỉ khoảng độ 5-6 phút thôi. Nó chín hết rồi như này rồi, bây giờ nó chín là nó nổi lên như này này. Bây giờ chúng ta sẽ vớt ra luôn các cụ mợ nhé, để nguội, để tí nữa chúng ta sẽ gỡ thịt các cụ mợ nhá. À, có một cái lưu ý là nhiều người ấy, người ta làm cái canh này là người ta hay gỡ cá ra xong người ta xào. Cháu thì không có xào đâu nhá các cụ mợ nhá, chỉ để nguyên thịt của nó thôi. Để làm gì ạ? Để cho ăn cho nó có cái ngọt và canh nó không bị váng dầu. Không cần phải xào đâu các cụ mợ ạ. Đấy. Cái này, cái nước này chúng ta cứ để lại nhé, để tí nữa chúng ta sẽ lọc cùng với xương cá. Nên các cụ mợ không phải hớt cái vã gừng này đâu. Tí nữa chúng ta chỉ lọc một lần là nó sẽ hết sạch luôn. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ cá nguội rồi chúng ta sẽ gỡ thịt với xương nhá. Nhưng mà cá thì chúng ta không đi găng tay được đâu. Các cụ mợ rửa thật sạch tay cho cháu và bây giờ chúng ta sẽ gỡ nhá. Chúng ta dùng một con dao nhọn như này này. Đấy, chúng ta lóc vào cái phần, chúng ta chỉ tách tách vào cái phần phía ấy của nó ấy. Phía lưng ấy. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ giã xương nhé các cụ mợ nhé. Chúng ta sẽ giã xương cá. Các cụ mợ giã ít một cho cháu thôi. Giã như giã cua ấy ạ. Ở quê có người gọi cái cối này là cái lon. Rồi các cụ mợ ơi, cháu đã giã nát như cua đây này. Đấy, các cụ mợ nhìn thấy không? Đấy, nó như thế này nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ lọc trong cái nồi nước canh cá luôn nhá. Chúng ta sẽ lọc vào đây. Rồi đấy, bây giờ chúng ta rửa cái chày đi các cụ mợ. Rửa cái chày trong cái nước canh cá đi. Như cháu nói ban đầu ấy, là chúng ta sẽ lọc cả cái này luôn. Rồi, chan chút nước vào đây để tráng cối các cụ mợ nhá. Các cụ mợ ơi, sau khi các cụ mợ cho cá giã vào trong cái nồi nước canh mà chúng ta vừa luộc cá như này rồi nhá, các cụ mợ đảo đều cho cháu, đảo cho nó tan hết cái phần cá giã này ra. Đấy, nó tan ra. Đấy, nó tan như này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lọc nhé các cụ mợ nhá. Rồi, cháu lọc bằng hai cái dây lọc như này các cụ mợ này. Các cụ mợ mà có cái khăn xô ấy thì các cụ mợ chải vào cái này cũng được. Còn cháu lọc bằng hai cái dây lọc như này. Chúng ta sẽ lọc để cho cái cặn xương nó còn lại nhá. Chúng ta không dùng cái cặn xương nữa. Đấy. Không, các cụ mợ trao trao cho cháu tí. Chúng ta chỉ cần lọc một lần nữa các cụ mợ ạ. Đấy. Thế chúng ta có cái nồi nước nguyên chất như này rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ đổ vào nấu canh. Sau khi mà chúng ta đã lọc xong này, chúng ta lại đổ lại vào nồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đun sôi. Đun sôi xong là mình sẽ nếm các cụ mợ nhé. Mình sẽ nếm xem là nó vừa vị chưa. Nếu mà nó chưa vừa vị thì bắt đầu chúng ta sẽ nêm vào đây. Tại vì lúc ấy cháu chỉ có mỗi một thìa cà phê muối tinh thôi. Rồi các cụ mợ ơi, canh của cháu bắt đầu sôi rồi nhá. Hạ nhỏ lửa luôn ạ. Đấy. Không, bây giờ cháu sẽ nếm thử một tí nước xem như nào. Xem vị nó vừa chưa để bắt đầu nêm gia vị luôn ạ. Chỉ ngọt ngọt thao thảo của tí của cá thôi. Chưa có cái vị gì cả. Các cụ mợ cho cháu vào đây một thìa cà phê bột canh nhá, hay còn gọi là bột súp gì đấy.
1 thìa cà phê hạt nêm. Một thìa cà phê mì chính. Các cụ ơi, cái món canh này thì tuyệt đối không hớt bọt nhé. Hớt bọt là hớt hết cái thịt cá nó nổi lên trên đấy ạ. Các cụ mợ chỉ quấy nhẹ cho nhau thôi. Tại vì cái thịt cá nó đang nổi lên trên. Bây giờ chúng ta sẽ nếm lại. Nó chỉ hơi hơi có vị thôi ạ. Đây, cái thành phần quan trọng của cháu đây các cụ mợ ơi. Một thìa canh nước mắm ngon nhé các cụ mợ nhé. Tắt cái bếp đi. Bắt đầu cho một thìa canh nước mắm ngon vào. Đấy. Vừa vị rồi ạ. Canh mùa hè nên là chúng ta nấu nhạt nhạt, mát mát thôi các cụ mợ nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho gừng này. Gừng chỉ. Một nửa già phần cá các cụ mợ nhé. Còn một ớt vít bày lên trên cho đẹp. Đấy. Rồi. Và rau các cụ mợ nhá. Chúng ta sẽ cho hết rau cải vào. Cái cải mơ này nó cũng sồm sộp thôi. Xong là bắt đầu nó tóp đi cũng nhiều. Nên các cụ mợ cho nhiều rau vào. Cháu mùa hè ăn nhiều rau vào một chút. Canh cho nhiều rau lên tí. Chúng ta sẽ đảo cho cái rau nó ngập trong nước để cho nó xanh. Đấy, để cho nó sôi lại khoảng độ 1-2 phút thôi là chúng ta sẽ cho ra luôn. Tại vì cải nó chín cũng nhanh ạ. Cái rau cải mơ này nó chín cũng nhanh. Các cụ mợ đừng nấu lâu quá nhá. Thôi các cụ mợ ơi, chúng ta đun được 2 đến 3 phút như này rồi nhá. Rau cải nó sôi được 2-3 phút như này rồi. Các cụ mợ hớt lại một chút bọt cho cháu nhá. Hớt một tẹo rồi thôi. Đấy, cái bọt ở trên nó nằm trên mặt rau ấy. Đấy, thế thôi. Xong bây giờ chúng ta sẽ cho cá ra bát luôn. Múc canh cá ra bát luôn nhá. Tắt bếp này. Đấy, chúng ta sẽ múc canh cá ra bát. Rồi. Thôi các cụ mợ ơi, chúng ta sẽ múc cho rau vào bát nhá. Các cụ mợ gắp cả rau cả cá cho cháu. Đấy, gắp cả tí cá, tí rau trứng nữa. Ngon lắm các cụ mợ ạ. Bây giờ chúng ta sẽ chan nước lên trên. Rồi chúng ta sẽ cho một chút cá lên trên các cụ mợ nhé. Cho một ít thịt cá rô đồng lên trên. Đấy. Rồi, thế là nhiều lắm rồi. Rồi vài cái gừng, vài sợi gừng chỉ nữa cho đẹp ạ. Đấy. Rồi, thế là nhà cháu đã hoàn thiện xong món canh cải mơ nấu với cá rô đồng rồi. Và nhà cháu hoàn thiện xong món canh rồi, bây giờ để nhà cháu thử một chút nhé các cụ mợ nhé. Để giúp các cụ mợ cảm quan được cái món ăn này nhé. Một chút nước, một chút rau, một miếng cá. Thứ nhất là cái mức canh của cháu. Nhìn các cụ nhìn đục ấy, nhưng mà nó vẫn hơi trong trong, nó nhìn rõ rau đấy các cụ mợ nhá. Tại vì là nước xương cá giã ra thì không thể cạnh trong được như là chúng ta nấu xuông. Thứ hai là canh thì vị rất vừa, ăn ngọt mát, rau thì chín tới mềm nhưng mà lại không bị quá nát. Cá cũng vị vừa, thịt hơi dai dai một chút, rất là ngon. Và nó nổi đặc trưng của cái mùi thơm của gừng, của rau cải và của cá. Đấy, cái canh cải mơ nấu cá rô đồng thì chúng ta nấu xong chúng ta phải đạt được những yêu cầu như vậy.
với một cái món canh mà giải nhiệt thanh mát mùa hè thì nhà cháu hy vọng rằng là các cụ mợ này sẽ chế biến cái món canh cá cải mơ này tại gia đình. Và cái món ăn này thì làm cũng dễ thôi, chỉ mất cái công mà chúng ta gỡ cá và giã cá thôi. Thế thôi, còn nấu được một bát canh cải mơ lên như này rất ngon và nó còn đủ chất dinh dưỡng nữa. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau.